Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Trước mặt các bạn là chiếc xe tôi thì các bạn quá biết quá rành rồi phải không? Thì hôm nay trình bày cho các bạn gì? Hôm nay tôi tính dự định là làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn giữ xe tại nhà luôn. Nhưng một điều đáng buồn đó là do thời tiết hôm nay không như ý muốn, trời bão các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video, tôi sẽ trình bày cho tất cả các bạn để nắm và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau nha. Là những trong video này tôi sẽ nói về những bảo dưỡng định kỳ đến thời điểm này là 3.000 km tôi đã thay thế và bảo dưỡng định kỳ cho chiếc xe này là những thứ gì, thì tôi sẽ nói cho các bạn nghe luôn nha. Mà quên, trước khi nói về cái phần này thì tôi nhắc lại xe này bữa hổm xe ông ba tôi thì tôi đánh giá rồi, xe này xe của mẹ tôi nha, chiếc này chiếc quay Alpha đời bu lớn, sau cái đời bu nhỏ được mua năm 2005 nha, đến thời điểm này đó các bạn, mà xe zin hoàn toàn còn gì đó các bạn, cũng bảo dưỡng định kỳ tại nhà như vậy nha. Rồi quay lại vấn đề nè, thôi bây giờ các bạn cùng mình đi xuống dưới đó luôn nha, rồi tôi chỉ những cái gì các bạn cần lưu ý nha. Rồi các bạn nào mà đã xem rồi chưa tới thời điểm này thì tùy theo các bạn thôi, tại vì tôi đem chia sẻ kinh nghiệm mà để bảo dưỡng một chiếc xe cho nó hoàn tất, nó ổn định, nó lâu bền, nó hoạt động trơn tru nha. Còn các bạn nào mà thấy cái chuyện mình trình bày còn thiếu sót thì tôi mong các bạn vào đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Chứ tôi biết bấy nhiêu tôi đều đem truyền tải cho các bạn biết, và những cái bạn nào biết nhiều hơn thì tôi mong các bạn vào bình luận để chia sẻ cùng anh em nhau để bảo quản một chiếc xe mình cho thật là tốt. Vì các bạn đã biết rồi, một chiếc xe mua không phải là mua xe làm cả một tài sản các bạn, còn cái chuyện mà cả một tài sản này có ở với mình mãi mãi không là đó quan trọng vào cái cách chăm sóc bảo trì của mình nha các bạn. Rồi xin mời các bạn xuống sân nhà tôi để tôi chỉ cho những cái chỗ nào tôi đã thay cho các bạn nha. Thay thế định kỳ đến thời điểm này 3.000 cây nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Rồi bây giờ mình nói cái phần đầu tiên đi nha các bạn. Cái phần đầu tiên đi. Cái phần đầu tiên là nhớt nha. Nó mình nói về nhớt đi. Nhớt đến thời điểm này tôi đã trình bày trong cái cách chạy đô đa của tôi rồi. Mà thôi giờ tôi không nhắc lại. Bây giờ tôi xài nhớt gì thì là nói chung là tôi sử dụng phù hợp nha các bạn. Cái này là tôi chia sẻ kinh nghiệm thôi, còn nhớt thì các bạn tự cảm nhận nha. Còn đối với riêng cá nhân tôi thì đến thời điểm này đã thay 4 bình nhớt, chạy rô đa trong 2.000 km đầu tiên tôi thay bình 3 bình Motul Silver đến 2.000. Rồi gây như kết thúc cái phần rô đa là 3 bình nhớt. Đến 2.000 tôi thay cái bình thứ tư là bình Motul HTS MW40, giá dao động thị trường tầm 215.000 đến 250. Loại nhớt đó là tổng hợp hoàn toàn nha. Rồi nói luôn về thông số kỹ thuật thay là có lọc là 850ml, không lọc thì 800ml nha, 800ml á. Vậy thông số thay đó nha các bạn. Rồi phần nhớt thì từ khi mà hết cái phần vô đa đó là Motul HTS tôi làm tới hoài luôn, cứ 2.000 cây tôi thay, 2.000 cây tôi thay, tại vì nó phù hợp với điều kiện vận hành hàng ngày của tôi nha. Rồi kết thúc cái phần nhớt, đến thời điểm này 3.000 cây, tới 4.000 cây tôi mới thay, tại vì tôi thay lúc 2.000. Rồi một phần gì nhớt, phần lọc nhớt này cái lọc nhớt này giá dao động ngoài thị trường nó tầm khoảng 65 đến 80-90 ngàn cho tùy nơi chỗ bán. Thì đến thời điểm này tôi đã thay 2 lọc nhớt, và lọc nhớt đầu tiên của tôi là thay là ở lần nhớt thứ 2 và cái lần nhớt thứ 4. Rồi kết thúc có phần lọc nhớt. Còn cái phần bên nữa, cái phần kế tiếp theo nữa nha các bạn, là cái phần này, cái phần vị trí mà buri nha. Thì bây giờ như nè, tùy theo cảm nhận các bạn thôi. Bây giờ tôi đã có cái bài video clip tôi đã nói về biện pháp khắc phục cái buri mà của dòng xe này nè. Thì
Thì tôi đó nói cái lỗi rồi, mà tôi xin đính chính là phần đính chính luôn, là do tôi làm video clip nó quá gấp cho nên là nói sai đi cái thông số kỹ thuật, và tôi đính chính trên cái video này luôn. Cái thông số buri này nó ghi trong cuốn hướng dẫn sử dụng là CR6HSA, được làm bằng chất liệu nike cho nên nó đánh lửa là yếu hơn và đánh lửa là không gom hơn, cho nên là nó gây ra hiện tượng giật cục vào buổi, giật cục khó nổ vào buổi sáng và đi ở dãy tốc độ là 30 đến 40 km/h, nó có hiện tượng giật cục. Cho nên biện pháp khắc phục của các bạn á, là tu phiên luôn, tiền nào của nấy, có thay thì nên thay là thẳng thay iridium luôn đi các bạn, NGKCR6HIX, tức là từ hit á. Còn bạn nào muốn thay buri Denso cũng được, cũng tầm giá 230.000, thì thay cái thằng đó vô chạy nó tiết kiệm xăng hơn, bốc hơn, im hơn, nổ đều hơn, đánh lửa mạnh hơn, rồi thay buri nha các bạn. Nếu mà hiện tượng xe bạn nào không có thì cứ để bình thường, cứ chạy bình thường. Còn bạn nào muốn xài sang nữa, mua thay vô thì cho bốc hơn nha. Rồi tới cái phần thứ ba, cái phần thứ ba là trên đây, là trên cái phần đầu đèn này, là bữa hổm là tôi có nói rồi, tôi không nhắc lại nha các bạn, mà thôi lỡ nhắc lại cho các bạn nào chưa coi thì đấy. Về phần bóng đèn của dòng xe Sirius FI, nó sáng nhưng mà nó không gom, đường cắt nó không đẹp, cho nên biện pháp khắc phục của tôi là tôi mua một cái bóng ít tăng ly cùng thông số 12 35 35 W, tôi gắn vào, thì cái bóng tăng ly này được gắn trên chiếc Exciter 150 hoặc những chiếc xe của xe tay ga bên dòng Honda nha. Thì cái giá dao động của xe cái bóng này là tầm 130.000 ngoài thị trường nha. Nè, tôi kê sát vô cho các bạn nhìn thấy cái rõ cái bóng của nó nè. Thấy không các bạn? Chắc không thấy không ha. Đó cái bóng của nó đó. Đó cái bóng đó đó các bạn. Đó nha. Vậy nha, về cái phần bóng đèn nha, thay cái thằng này vô thì cái bóng nó sẽ sáng hơn và nó gom hơn, đường cát nó đẹp hơn vậy nha. Rồi như vậy là tới cái phần tiếp theo bảo dưỡng định kỳ của tôi. Đây. Để lấy nét lại các bạn. Thì cái phần dây sên này thì điều kiện vận hành lưu hành của tôi thì hàng ngày tầm khoảng 50 km, ngày nào cũng đi làm 50 km. Thế thì một tuần tôi lấy cái nhớt mà mình thay nhớt dư ra đó, tôi bôi trơn xích sên. Nên nhớ các bạn, bôi vừa đủ, bôi xương nhẹ cái thôi, bôi nhiều quá đó nó mau giãn sên nha các bạn, cũng không tốt nha. Vì bôi xích sên á thì tuần tôi bôi một lần thôi, bôi nhẹ xương lên nó một cái rồi xong, để cho thấm mai chạy. Thì nếu mà trường hợp nó dùng quá thì mình tăng thôi, tăng lên tí thôi, đừng thẳng quá, tăng đúng thông số. Rồi tới thời điểm này thì ngon lành luôn nha các bạn, tới thời điểm này là 3.000 mấy cây mà chưa tháo ra vệ sinh, chưa có, tại chưa muốn, tại vì chưa thấy nó đến nỗi nó dơ lắm cho nên là không có vệ sinh. Thì khi nào tôi vệ sinh tôi sẽ làm clip tiếp tục cho các bạn xem nha. Về phần bảo dưỡng sên thì nó như vậy, thì lớp thì bạn bơm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thôi, vậy thôi. Xe mà có đơn giản bao nhiêu, còn cái biện pháp khắc phục tôi đã đưa lên mấy kia rồi. Thì trong cái thời kỳ mà sử dụng tôi là chỉ có thay có nhiêu đó các bạn, lộ trình của tôi được nhiêu đó, tôi chia sẻ kinh nghiệm các bạn. Quên nhắc chỗ này, quay lại nhắc chỗ này nữa, còn một thứ nữa tôi quên các bạn. Phần ở chỗ này, để nói nhắc là phần này quên đó, tôi còn sử dụng một cái loại nữa, đó là cái phần mà xúc giữa động cơ dưới xúc bếp xăng, là tôi sử dụng của thằng thì bây giờ trên thị trường rất là nhiều loại, Yamaha cũng có, ngoài thị trường thiếu gì, nhưng mà đối với tôi chỉ sử dụng một cái loại dung dịch, hai loại dung dịch của Liwi Muli, đó là dung dịch xúc rửa động cơ và dung dịch xúc bếp xăng của Liwi Muli. Cái xúc bếp xăng thì bạn đổ đầy xăng rồi bạn đổ cái chai đó vô, mua cái chai đó là nó đổ được hai bình xăng nha các bạn, của Liwi Muli hai bình xăng,
thế thì đổ vô một nửa xúc. Và thời điểm tôi xúc á là trước khi tôi thay nhớt nha các bạn, trước khi tôi thay nhớt là tôi đổ, tôi xúc ít xăng trước, xong tôi chạy hết bình xăng về tôi thay nhớt. Thay nhớt thì tôi có mua hai chai đó, một chai xúc rửa bình xăng với một chai xúc rửa động cơ của Liwin Moly, thì tôi xúc luôn, tôi đổ vào, tôi xúc, tôi xả nhớt hết thời kỳ vô đai, bắt đầu hết thời kỳ vô đai đó là thay trùng cùng chung như là cùng chung như một chai motor nắp test nè, cái lọc nhớt nè, rồi xúc động cơ luôn nè. Và tôi lưu ý các bạn gì nè, cái nào đáng tiết kiệm đáng, có nhiều bạn nói là mua cái chai đó đó, chai xúc rửa động cơ đó phí, thấy không? Còn có bạn nói là mua cái chai đó đổ vô xúc hư hại động cơ. Và tôi đính chính với các bạn một điều luôn, tôi đính chính thật sự vấn đề luôn, tôi đã sử dụng chiếc mấy cái dung dịch đó rất là lâu rồi các bạn, từ lúc mà chiếc xe vi sành nhà tôi sử dụng, tôi thấy rất là hiệu quả luôn và không có ảnh hưởng đến động cơ luôn đó các bạn. Nó sạch sẽ máy luôn, xúc là sạch sẽ luôn. Bởi vì hết thời kỳ Yoda 2000 rồi tôi mua chai đó, giờ là tôi thay, tức là qua quá trình Yoda đó là tôi xúc chung luôn nha. Tôi xúc, tôi đổ vô đây rồi tôi là hâm nóng máy lên rồi tôi xả ra, nó xả ra, tôi nói bạn xả ra là sạch do luôn. Rồi bạn nào không tin tôi, khi nào mà tôi đến lúc mà tôi xúc nữa đó, tôi sẽ test ở ngoài cho các bạn xem có nên sử dụng. Bạn đổ cái chai đó vào đó phải không, bảo đảm bạn không bao giờ có hại động cơ. Thật sự một điều luôn, các bạn nghĩ đơn giản, nếu mà nó hại động cơ, nó đổ vô mà hư động cơ, hại động cơ đi, là cái nhà sản xuất đó kể như là gọi phá sản các bạn, không có tới bây giờ đâu các bạn. Bạn nên hiểu cho vấn đề nha. Tôi là xúc rồi, tôi xúc thường xuyên những dòng xe thay ga của vợ tôi đang xài luôn, rất là hiệu quả, im luôn, xúc theo định kỳ im luôn. Thì thế thì là tôi xúc thời điểm xúc máy này là xúc thời điểm hết Yoda là 2000, là tới 6000, tức là chai nhớt tới 6000 tôi xúc cái nữa, rồi tới 6000 thì rồi tôi xúc cho các bạn xem cách tôi xúc như thế nào, xúc hiệu quả luôn, tôi hướng dẫn. Thì nói chung tôi xài những cái gì mà tôi thấy hay, tốt, phù hợp là tôi sẽ đưa lên cho các bạn xem, các bạn yên tâm bạn. Rồi vậy nha, thì video của này của tôi đây là tôi trình bày cho các bạn là cách bảo dưỡng và thay thế định kỳ của tôi là qua 3000 km như thế nào, là tôi trình bày cho các bạn rồi nha các bạn. Rồi nếu các bạn thấy cái video này hữu ích hay thì các bạn nhớ đăng ký, like và chia sẻ video giùm mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình.